Thưa quý vị và các bạn, gửi đơn kêu cứu đến kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Người dân thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hơn 6 năm qua họ vô cùng bức xúc về tình trạng xe quá khổ quá tải của công ty Á Mỹ chạy ngày đêm. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của nhà máy Á Mỹ cũng xả thẳng khói bụi ra môi trường khu dân cư khiến người dân rất bức xúc. Và dù đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền, ngành chức năng các cấp, thế nhưng tình trạng trên không được xử lý mà trái lại ngày càng trầm trọng hơn. Tìm hiểu thực hư phản ánh của người dân thì nhóm phóng viên kênh VTC14 đã có mặt tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để ghi nhận. Theo chia sẻ của người dân thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng cách từ công ty Á Mỹ tới nhà dân quá gần, hoạt động nghiêng sang, không được che chắn và cũng không có thiết bị dập bụi, nên cứ thế bụi đá bay thẳng vào nhà dân. Và đây là cách mà gia đình bà Trần Thị Hai ở thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch đối phó với bụi. Bụi bặm đến nỗi nhà tôi không lúc nào dám mở cửa rất. Đến nỗi những cái lỗ gió nhà tôi phải cát cái bạt để tôi che lại, để cho bụi nó đỡ vào. Tôi suốt ngày phải viêm họng. Đấy, có lúc nào dám bỏ khẩu trang đâu. Khẩu trang ở nhà cũng như đi làm, cứ phải đeo khẩu trang. Không chỉ riêng gia đình bà Hai bị ô nhiễm bủa vây, mà nhiều hộ gia đình khác tại thị trấn Hoa Sơn cũng tố bị hoạt động sản xuất của công ty Á Mỹ làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Nào là đất, nào là lác, nào đổ chung quanh nhà luôn. Nó bụi, bụi bụi đến cả nước ăn luôn. Đó, lác thải đổ quanh nhà. Từ lúc có máy nghiền thì cái ô nhiễm bụi, khói bụi và cái bột trắng, cô nhìn lá cây này, thì nó nặng nề ở cái này. Rồi thì thi công này suốt ngày khói bụi, rồi thì ô nhiễm, rồi thì tiếng ồn. Rồi thì đường xá gọi là trời mưa thì dân chúng tôi đi phải lội nước. Thế mà ban ngày thì gọi là máy móc làm ầm ầm, ban đêm cũng thế. Máy nghiền đá này, rồi thì đủ các loại. Không chỉ gây khói bụi, người dân nơi đây còn cho biết việc khai thác vận chuyển đất của công ty Á Mỹ còn uy hiếp đến tính mạng. Nên cực chẳng đã, người dân buộc phải chặn đường để tự bảo vệ tài sản, tính mạng của bản thân và gia đình. Tôi ở đây là mấy chục năm nay không bị ngập lụt, từ ngày Á Mỹ về đến đây bắt đầu mới chịu ảnh hưởng ngập lụt như này. Xe toàn xe mấy chục tấn đi qua nên là dân tỉnh chúng tôi không cho đi. Và đấy cái thứ nhất, cái thứ hai, tức là dân bà con đây muốn đưa các cháu đi học thì không đi được, cứ xe nọ nối đuôi xe kia. Cho nên là dân chúng tôi rất là sợ là nguy hiểm đến tính mạng của con người. Nên là chúng tôi không quyết định là không cho đi. Người dân có chặn đường, đấy, có rào cái đoạn đường này, cắm cờ lên và đặt một cái xe để mà mục đích là không cho Á Mỹ đi qua. Thì chúng tôi cũng đã có vào làm việc với người dân, mang tính chất là vận động thôi, nhưng mà người dân cũng chưa nghe. Hiện tại là người dân cũng chưa đồng tình với việc là xe Á Mỹ chạy qua với cái lý do là quá trọng tải. Mà hiện tại những cái đường vừa rồi đây là người ta xuống, người ta bảo tự bên công ty sắn lấp với tổ dân phố thỏa thuận với nhau nào kệ. Chính quyền địa phương đây người ta như vậy. Như thế thì dân chúng tôi cảm thấy là không phải những nó vô trách nhiệm với người dân quá. Thế tôi không biết người ta ảnh hưởng với công ty như thế nào, nhưng người dân thực tế là không được bảo vệ. Hàng trăm con người vẫn buộc phải đánh cược với tính mạng của chính mình khi chưa thể thoát khỏi mối nguy hiểm mà ngày ngày vẫn treo lơ lửng trên đầu. Nhưng theo người dân, khi thảm họa chưa xảy ra thì cả chính quyền và doanh nghiệp đều chưa vội. Thế dần chúng tôi cũng có nhiều lần, nhiều đơn lên trên huyện Lập Thạch, Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch. Rồi còn trực tiếp cả dân chúng này chúng tôi đi xuống tận Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng mà cũng chả giải quyết được gì cả, cũng không giải quyết được gì cho dân chúng tôi. Chúng tôi vẫn cứ phải chịu khổ, chịu bức xúc trong cái ô nhiễm như thế này. Tôi cũng đang nghi ngờ bảo hay là có một ông tham quan nào đấy mà có chức có quyền to mà để công ty Á Mỹ là để đứng ra và cho công ty Á Mỹ hay là để không bảo vệ cho dân tỉnh. Cũng phải có trách nhiệm của các chính quyền địa phương. Nếu anh cứ tiếp tục làm như thế thì tôi nghĩ rằng là cũng phải đưa vào cái tiêu chí đánh giá cán bộ của địa phương. Chứ nếu mà không thì người ta lại tiếp tục làm ngơ, tiếp tục là ảnh hưởng đến môi trường. Hoạt động khai thác, sản xuất của công ty Á Mỹ có bỏ quên lợi ích của người dân hay không? Và các cấp chính quyền có đánh đổi môi trường lấy kinh tế hay không? Vẫn còn là câu hỏi được bỏ ngỏ. Chỉ biết rằng từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, cuộc sống của người dân nơi đây vốn đã vất vả,
nay lại thêm phần khó khăn.